Canada vùng đất hứa xin chào tất cả các bạn. Chúc mọi người sức khỏe và bình an. Hiện tại thì mình đang sinh sống ở thành phố Guelph, thuộc về tỉnh bang Ontario, Canada. Canada vào những ngày này đang trong kỳ nghỉ lễ. Trời hôm nay có nắng vàng, đẹp và cũng không mấy nóng các bạn. Nhiệt độ khoảng chừng 25-26 độ, rất là lý tưởng để mà đi ra ngoài. Thiết nghĩ cũng nên nhắc lại là thành phố Guelph là một thành phố nhỏ nằm ở phía tây nam của bang Ontario. Dân số hiện tại là hơn 140.000 dân. Thành phố này còn có một cái tên khác nữa nghe rất là kêu, đó là thành phố Hoàng gia. Với tuổi đời gần 200 năm, ngần ấy thời gian và trải qua bao năm lịch sử, mình nghĩ rằng thành phố này đáng để cho mọi người đến tham quan và tìm hiểu, có nhiều cái thú vị. Và đặc biệt là cái người chịu trách nhiệm kiến tạo thành phố này, mình nghĩ là cũng rất là đặc biệt. Đó là ông John Guth, người gốc Scotland. Ông là một doanh nhân. Đặc biệt hơn nữa, ông là một tiểu thuyết gia. Bởi vậy cho nên khi có cơ hội đến để tham quan thành phố này, bạn chịu khó đi từng ngóc ngách của những con phố theo hơi hướng châu Âu, nhưng mà cũng hết sức là lãng mạn theo phong cách của Canada luôn. Cũng thấy tiếc một điều là mình chỉ là một người làm video nghiệp dư thôi. Có nghĩa là thấy gì thì quay đó, thấy đâu làm đó thôi, chứ nó cũng không có gọi là ý tưởng kỹ thuật gì hết. Cho nên nó không có lột tả hết cảnh đẹp ở đây. Ở thành phố này nó cũng không có mấy nhiều những cái tòa nhà hiện đại các bạn. Cho nên những nét cổ kính của ngày xưa đó, theo phong cách châu Âu á, mình thấy nó rất là tuyệt vời. Vòng vòng ở khu Tây Nam này mình thấy cũng có nhiều cái thành phố nhỏ nhỏ, nó cũng đẹp, đẹp mê hồn luôn. Ở gần đây có một cái thành phố theo tiếng Việt của mình gọi là Paris đó. Thôi đi ngang thôi mà đã thấy mê rồi đó. Nhất là vào mùa thu này, những ai sang Canada du lịch đó, thì mình đi những cái thị trấn, thị tứ, những cái làng nhỏ nhỏ đó, mình sẽ thấy nhiều cái nó đẹp lắm. Và cây cối ở đó phải nói là thiên nhiên, nó còn nguyên sơ các bạn. Cho nên nó đúng thật là mùa thu Canada luôn đó. Ở trong video này các bạn chịu khó nhìn cái góc nhìn nó nghiêng một tí nha. Tại vì mình gắn cái máy của mình ở trên cái đầu xe đạp đó. Nếu mà để thẳng á thì nhìn cái góc nó rất là hẹp và không có thấy cái gì nhiều. Cho nên mình gắn cái góc nghiêng để mà thấy phía bên kia dãy phố nó sẽ đẹp hơn. Lâu lâu thì cũng có một vài ý tưởng nhỏ nhỏ, mặc dù nó hơi khiền khiện tí nhưng mà mình thấy cái góc này nó có lý hơn. Dạo gần đây thì trên kênh Canada vùng đất hứa có xuất hiện nhiều cái bình luận, nhiều cái ý kiến. Nói gây gỗ thì cũng không hẳn là gây gỗ. Mình cứ tạm gọi đó là những ý kiến phản biện với nhau. Thì nó cũng theo cái chiều hướng tích cực thôi, chứ cũng không có gì gọi là gay gắt lắm. Cho nên mình làm cái video này để nói một vài cái ý kiến riêng của mình thôi. Đúng, sai, phải, trái, nó tùy vào góc nhìn của từng người và từng vị trí mà bạn đang đứng nữa. Cho nên điều quan trọng là nó có phù hợp với những ai theo dõi kênh hay không. Còn về những cái bình luận nói về luận điểm chính trị nè, rồi những lời nó không có được hay, hơi bị khiếm nhã đó, nói thật là mình không hoan nghênh. Không hoan nghênh bởi vì cái kênh này các bạn để ý đó, nó giống như là của những bà nội trợ ngồi tán gẫu với nhau thôi. Nó đơn giản chỉ là chuyện cuộc sống thường ngày, hàng ngày thôi. Kiểu như là những bà nội trợ thích nghiêu ngao, nói chuyện tầm xàm để mà cười vui vẻ với nhau thôi, chứ cũng không có gì gọi là ghê gớm lắm đâu. Thì đương nhiên là mây tầng nào thì sẽ gặp gió tầng đó. Mình cái người phèn phèn hả, công nhân quèn quèn á, thì mình sẽ tiếp xúc gặp gỡ với những người lao động chân tay bình thường thôi. Đồng ý với các bạn á, là người Việt mình rất là siêng năng, giỏi giắn và cần cù. Qua đây sau 2-3 thế hệ là mọi thứ nó sẽ khác đi nhiều, nhiều lắm. Cái bạn đó bình luận rằng sao người Việt cứ đi làm công, làm thuê, làm mướn cho người ta, sao không ai làm chủ vậy? Thiệt là mắc mặt gì đâu. Bây giờ có ngay trước mặt không nói, không lẽ mình nói bằng giỏi bằng qua bằng làm đi. Các bạn biết không, đó là những người ở Việt Nam, họ đã lao động chân tay rồi. Họ qua đây thì họ không có tiếng, thì họ làm là lao động chân tay thôi. Ở Việt Nam họ làm công nhân, qua đây họ làm công nhân, đó là chuyện bình thường. Có nhiều người thành công nữa, chứ không phải là một nhóm người công nhân không đâu.
có nhiều người người ta đi học, đi hành, rồi mở doanh nghiệp, business này kia, cũng thành công nhiều, nhiều lắm mà. Hoặc là có những bạn comment là khen cuộc sống ở Canada rất là tốt, rất là trong lành. Nhưng mà cũng có người phản biện lại nói là cỏ bên kia đồi lúc nào cũng xanh. Cái này là mình cãi thiệt luôn á. Nó xanh thiệt, nó xanh hơn nhiều. Chẳng qua là mình không có muốn nói quá nhiều. Mình không có thích Việt Nam ra so sánh với Canada. Bởi vì hai cái nền văn hóa, hai cái nền chính trị, hai cái đất nước khác nhau. Và tư tưởng con người ta cũng khác nhau nữa. Cũng có những ý kiến phản biện lại ý kiến này, mình thấy cũng hay nữa. Giả dụ ha, giả sử đi, với cái nền tảng ai cũng nói là làm việc dưới luật pháp, nhưng mà ở Canada các bạn biết không, đúng là lái xe không có lo tiền mãi lộ. Còn ở Việt Nam mình đó, lái xe đàng hoàng đi nữa, không có lỗi gì nữa mà cũng nơm nớp lo sợ người ta chặn đường lại. Để làm gì thì mọi người đều biết rồi. Còn ở đây đó, chặt một cái cây xanh thì người ta trồng lại 2-3 cây. Đúng đó. Và muốn chặt cây xanh đó, trước nhà của mình đó, mình phải xin phép. Chặt một cái cây mà cả thành phố đều biết, chứ không phải chặt cả đám rừng. Ai cũng biết, nhưng mà hỏi ra không ai biết. Nó khác xa nhau nhiều lắm. Ở đây ngày hè nắng ấm, người ta ngồi uống cà phê, uống rượu ở ngay giữa đường luôn. Cũng không có cái chuyện mà vừa cầm ly cà phê, vừa cầm cái ghế bỏ chạy, ngược chạy tán loạn. Tại vì sao các bạn biết không? Người ta mở cái này ra nè, là người ta có giấy phép, có đóng tiền cho thành phố. Và thành phố dùng những cái tiền đó đó, đầu tư trở lại những cái dịch vụ công cộng phục vụ lại người dân. Rồi có bạn lại nói ở Canada làm đóng thuế thấy bà luôn. Có, cái đó là có. Nhưng mà các bạn biết không, cái tiền thuế đó nó đi đâu? Tiền thuế các bạn đóng đó, người ta cũng đầu tư trở lại cho trường học, cho bệnh viện, cho đường xá và cho hưu trí của các bạn nữa. Có nghĩa là khi các bạn già thì các bạn nhận lại cái số tiền đó. Nếu mà các bạn là người có thu nhập thấp thì cuối năm các bạn khai thuế, người ta trả lại tiền thuế đó. Và tiền thuế nó cũng tùy theo tỉnh bang nữa. Có những tỉnh bang đóng thuế cao, có những tỉnh bang đóng thuế thấp. Giống như Ontario đóng thuế cao là bởi vì Ontario là một cái bang dẫn đầu về kinh tế, thu nhập người ta cao hơn những cái bang khác, thì đương nhiên cái đóng góp nó phải cao hơn. Còn ở những cái tỉnh bang giống như là ít dân, thưa dân, rồi hãng xưởng nó không có nhiều, thì nhà nước sẽ dùng cái tiền thuế đó, đó để hỗ trợ lại những cái tỉnh bang mà nó còn nghèo khó, nó chưa có phát triển đó. Thì gọi là trang hòa với nhau mà sống thôi. Đó là cái sự điều hành kinh tế của chính phủ. Còn cái thuế của bạn đó thì bạn sẽ nhận vào cái lương hưu sau này. Nó không có mất đi đâu hết trơn á. Bạn không có nuôi ai hết trơn á. Bạn nuôi chính bạn và bạn đóng góp vô để mà xây dựng, để mà bảo trì cơ sở hạ tầng phục vụ hàng ngày cho cuộc sống của bạn thôi. Mình chỉ là một người nông dân, một người công nhân bình thường thôi. Mình không có biết cái gì là kinh tế vĩ mô, vi mô gì hết trơn á. Mình chỉ cắt nghĩa đuổi theo cái kiểu nội trợ của mình thôi. Giống như là những năm gần đây, kinh tế khó khăn, bệnh dịch tràn lan và con người ta phải tiêu tốn nhiều hơn cho thực phẩm. Thế thì chính phủ làm sao? Ngoài những trợ cấp bệnh dịch thì chính phủ cũng cho thêm tiền, gọi là tiền tiêu dùng cho thực phẩm đó, rồi gửi vô trong tài khoản của mình. Nói thật, cái này thật sự là của chính phủ làm thôi, chứ biết gì đâu mà đòi. Mà đòi chưa chắc được ai đã cho, tự động nó vô thôi. Đó, đó mới thật sự là lo cho dân, vì dân đó các bạn. Còn có những cái tỉnh bang mà người ta làm ăn được đó hen, khai thác dầu mỏ là được, làm ăn được đó. Có lợi á, người ta cũng chia ra cho từng người dân nữa. Ở đây có cái hay là như vậy nè các bạn. Người ta giàu rồi á, người ta mới làm chính trị, không phải là làm chính trị để mà làm giàu. Cho nên cái cư xử nó lại khác với nhau nhiều, nhiều lắm. Còn chuyện học hành của trẻ nhỏ đó, nó cũng được miễn phí nữa. Trẻ con đi học rất là tự do, thoải mái. Cha mẹ đúng là không có cần phải thức đêm, thức hôm, dân mùng trải chiếu để mà canh trường cho con đi vô trường điểm hay là trường gần nhà đâu, không có chuyện đó.
Còn nói về y tế á, là không có cái chuyện mà đút tai, bao thư, không có cái chuyện đó. Bệnh viện, bác sĩ thì được miễn phí các bạn, chính phủ người ta mua bảo hiểm cho. Ngoại trừ những cái trường hợp mà đặc biệt đó, mình phải mua bảo hiểm cho bản thân của mình thì lại khác nữa. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại là tình hình y tế ngày nay ở Canada có phần chậm trễ các bạn, bởi vì dân số tăng lên, di cư nhiều quá mà cái lượng y bác sĩ nó không theo kịp. Thế là thiếu bác sĩ gia đình và làm những cái xét nghiệm, làm những cái hội chuẩn á, nó cũng lâu lắm. Những cái hẹn của bác sĩ nó cũng lâu dữ lắm. Vậy là người Việt Nam mình lại mang cái tâm lý là thôi, đi về Việt Nam làm, sáng xét nghiệm, chiều có kết quả, nhanh gọn lẹ, tốn một chút tiền là xong. Ở đây đi xét nghiệm, lấy hẹn bác sĩ, chờ tới nỗi mà đang bệnh, cái hết bệnh, hoặc là đang bệnh, tới ngày hẹn, chết mất tiêu. Ban đầu mình nghe, mình nghĩ, mình thấy cũng có lý. Nhưng mà sau suy nghĩ lại, Canada nó xét nghiệm một cái xét nghiệm mà nó hơi phức tạp tí á. Nó lâu thiệt là lâu á bạn. Nó làm cái gì mà lâu dễ sợ luôn. Mà Việt Nam mình hay thiệt, xét nghiệm sáng cái chiều là có kết quả, giống như là mua xổ số vậy, sáng mua chiều trúng hay là không trúng biết liền á. Bỏ ra một chút tiền vô bệnh viện dịch vụ, thôi hình như bà hoàng luôn. Có người phục vụ tận nơi luôn, ở khách sạn vậy á, sướng thấy mộ. Nhưng mà sau này á, coi ở trên thời sự á, xem báo rồi mới biết, đàn ông mà bị bệnh u nang buồng trứng, phụ nữ thì ngược lại mang nhiều cái chứng bệnh của đàn ông. Cho nên mà có nhiều cái kết quả, 100 người thì hết 50 người, 60 người kết quả như nhau. Đó là những câu chuyện mà ở trên thời sự, đài truyền hình chính thống của nhà nước ha, chứ không phải là tự mình nói, tự mình chế giễu đâu đó. Cái này sự thật ở ngoài mà. Nhưng mà kể ra đó thì Việt Nam mình ngày nay phát triển nhiều, nhiều lắm. Đó là sự thật luôn. Bởi vậy cho nên đừng bao giờ so sánh giữa đất nước này với một đất nước khác. Nếu bạn thích sống ở đâu làm cho bạn vui, làm cho bạn hạnh phúc thì bạn sống ở đó. Đó là thiên đường rồi. Nói tóm lại là mỗi người, mỗi quan điểm, mỗi cách sống khác nhau. Đừng bao giờ dè xỉm hay là xúc phạm người khác. Còn các bạn là những người yêu thích cuộc sống ở Canada, chúc các bạn gặp được nhiều may mắn trên con đường đến Canada. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye.